Hello, welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Và đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay, chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm một nửa yêu thương của mình. Và Uyên Quỳnh cũng xin nhắc nhở với các anh chị rằng tuy là giấc mơ không có tốn tiền, nhưng mà đôi khi chúng ta cần phải thực tế một chút. Nếu như không thì giấc mơ cũng chỉ mãi là giấc mơ mà thôi. Trong tình yêu, trong hôn nhân, ai cũng mong muốn tìm cho mình được một thứ tốt nhất và một thứ đẹp nhất. Nhưng mà chúng ta cần nhìn vào thực tế. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay nhé. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu của mình. Rồi, em chào anh ha. Chào, đi dân mới đầu lên cũng hơi bỡ ngỡ quá chứ giờ này lúc kia ở Việt Nam 11 giờ gần 11 giờ kia. Anh có thể chào cộng đồng và anh giới thiệu về mình ha. Anh tên Nguyễn Văn Đúng, năm nay 49 tuổi, sinh năm 1973 gì đó, cũng gần 50 rồi. Quê thì ở khu vực Quy Thanh Hai, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Hiện tại anh đang làm công việc gì? Lúc trước thì cũng làm ruộng vườn rồi, ở nhỏ cũng làm học sinh, rồi học sinh đã làm ruộng vườn. Nhưng mà trồng hoa màu rồi đồ gãy rồi lên mà thả ba cái nước cá cơm rồi đó, ở trong tiền sông Hậu á cũng đâu có chục năm mười mấy năm gì đó. Anh trồng rau màu là anh trồng gì? Trồng cải đồ, hoa cà, ớt đồ hả? Cải ớt thì lúc trước thì cũng nốt còn phong trào làm là được trồng mía rồi đó, trồng ba cái mía đường cũng làm thời gian cũng mười mấy năm rồi. Là hiện tại là anh cũng trồng mía. Trồng mía rồi sau này cái mấy nhà máy đường tách ra về khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang đó, mấy nhà máy đường Cần Thơ chứ gửi công nghiệp rồi chứ giờ nó mốt nghỉ trồng mía rồi. Chuyển qua nuôi ba cái cá tra, cái khẩu thủy sản rồi đi với trồng cây ăn trái, trồng hoa màu rồi. Anh rồi anh làm có ai làm phụ anh không? Anh làm mình anh thôi. Thì nào giờ độc thân lo tiết gia đình, phụ gia đình rồi cha mẹ cho mấy ông anh có vợ có con, thì em nó học ra trường giải giáo viên cũng gần 20 năm nay rồi. Rồi mà muốn lo tiết gia đình không à, cũng độc thân, nào giờ có quen một hai mối tình mà tuổi mà bồng bột đó, rồi cái mình cũng không nghĩ tới rồi. Mà không tới đâu chứ. Tôi giờ độc thân nào giờ chưa có kết hôn nào chứ. Vậy đó hả? Rồi anh làm á, mía anh làm được mấy công? Chứ làm đúng 6 7 công mà làm lâu lắm rồi, giờ nghỉ chuyển qua làm hoa màu rồi trồng trồng lúa rồi trồng hoa màu đủ loại trên trên khác rồi đó. Sau này cứ nghỉ mà hiện hiện giờ thì tới năm 10 năm nay rồi cho ông anh ông hướng cũng gãy thêm, bây giờ nuôi bà mẹ già trên 89 tuổi rồi, ông sắp mà già. Rồi gốc cột rồi, hiện giờ là anh ở nhà anh nuôi mẹ anh hả? Anh có làm gì khác nữa không? Thì cũng nuôi mẹ già chứ nội nội trợ đồ cũng có ba cây kiểng chăm sóc gì vậy đó, làm nội trợ thôi chứ giờ mẹ già đâu có muốn làm mà phải có vợ con rồi làm phụ chứ, giờ mình nên làm rồi gãy phải bái phải tự lưng mặt chân đâu có làm đâu, cho mướn cho nó tiện. Nhưng mà hồi đó giờ anh chưa lập gia đình nhưng mà anh đã chắc cũng có người yêu ha.
cũng cũng có từng trải qua, nhưng mà cái mối tình của làm ông bọt có 2 3 năm mình thấy ông em mình chung già một lần ông nó hay xưa cha mẹ rồi đó hay chạy mai mối thì nói là phải tam đầu với hợp người kia hiểu nhau cho hôn nhân mới được tiến tới được, chứ chạy mai mối anh không chịu đi đây về tới giờ ở tới giờ luôn. Cũng có sau này cũng đi làm thư ký trong cái ban từ thiện trong bệnh viện á, cũng 6 7 năm mà cũng quen, mà tại vì mà quen mình không có thời gian đi xác minh ở ngoài, nhiều khi người ta còn níu tùm lum la cho người ta nó tiền phức này kia rồi. Rồi, không có tiếng xa hơn nữa, coi như là mối tình mà tình hiểu vậy thôi, chúng chưa có xác minh rõ, mình cũng hơi ngại nữa. Vì làm 6 7 năm nay cũng làm ở bếp ăn từ thiện mà bệnh viện theo đạo giáo hảo á, làm ở bếp ăn từ thiện bệnh viện Thuận An Bình Dương á, Sài Gòn rồi đó. Thì anh ấy với miền Tây này theo đạo giáo hảo, tâm tánh đâu có tốt lắm, tại lo vì trời vì đạo, giờ ông già ông mất đau bệnh nặng rồi. Rồi điện anh về về nuôi lo trả chữ hiếu á, nuôi ở bệnh viện Cần Thơ, già mất năm 2019, hôm nay cũng tôi cũng gần 4 năm rồi, ông cũng bệnh nặng rồi chuyển với bệnh viện Đa khoa Cần Thơ nuôi, ông bị khối u bàng quang dạng mà ung thư đó, rồi ông cũng không qua khỏi rồi đâu, 1 tháng đó cũng chết tại bệnh viện, anh em thế nhà nuôi anh cũng nuôi rồi, vợ các bạn già trên 89 tuổi rồi, ở nhà phụ lo bả này kia, bây giờ bả cũng ngồi xe lăn chứ đâu có đi được đâu. Thì cũng tình trạng thì cũng 6 7 anh em trai là cũng đúng, ai cũng có chồng có vợ chẳng cho duyên gần để chân ngặt, thấy là người ta có bệnh nằm bệnh viện ta mới săn sóc được mình, độc thân ở nhà phải lo phụng dưỡng cha mẹ, chứ giờ thì cũng có ruộng đất mà cho mướn thôi, việc nội trợ với lo chăm sóc mẹ già đau ốm này kia thôi, chứ đâu có bằng chuyện khác nữa, mần mần cũng không có mần được nữa, tại vì giờ nếu mà bỏ đi đâu xa xa một tiếng đồng hồ đi công chuyện này về chứ không có đi đâu xa được chứ. Anh rồi à, bây giờ anh nghĩ à, ưu điểm của anh là gì? Ưu điểm của anh là bây giờ tuổi này cũng xế chiều gần gần 50 rồi, giờ cũng tìm thấy xem mạng của Nguyên Quỳnh thấy kết nối yêu thương đó, mấy cái mà cộng đồng trên mạng có nhiều nghe phụ nữ ở nước ngoài này kia đó mà có kết nối đó, thì quãng đời còn lại thì chăm sóc có chồng có vợ gì đó chăm sóc lẫn nhau, thì anh cũng sợ là mẹ anh qua đời anh ở nên cô đơn vậy đó. Anh sinh năm mấy hả? Ừ, trong giấy sinh năm 1973, nhưng mà trong giấy căn cước công dân hồi xưa học đó là nhỏ tuổi hơn 2 tuổi, trong giấy thì năm 75 mà ở tuổi thật thì năm 73 chấp chấp dần gì đó. Anh rồi anh nghĩ khuyết điểm của anh là gì? Thì cái điểm cũng mạnh dạng này kia là làm nghĩ là làm nó tới đâu là làm tới đó, mà một hai làm không làm gì vậy thôi, làm là quyết tâm phải làm tới nơi tới chốn, tại cũng từng trải qua đường đời đó, nhưng mà độc thân mà giờ thấy cũng lớn tuổi rồi, giờ cũng thành kết nối với cộng đồng mạng nước ngoài đó, mà có ai có duyên nợ thì kết nối với thằng tóc quãng đời còn lại, tìm một ý công nhân quãng đời sau này vậy thôi. Tại anh mới làm thư ký trong cái ban từ thiện trong bệnh viện, cũng nấu cơm rồi điều hành rồi trong cái ban từ thiện cũng 6 7 năm rồi, vừa điều hành vừa nấu cơm quản lý luôn, có thiếu người làm hết nhiều mặt lắm, nấu nướng được cho bữa ăn rồi làm hết trơn đa năng luôn á, có cơm có cháo nước sôi cho bệnh nhân rồi, mạnh
ghế khám phá rồi kia. Bây giờ anh muốn tìm người bạn cho anh muốn người đó như thế nào? Thì người đó một là tính cách là phải tốt, chân chân thật chung thủy, một chứ phần giờ anh cũng lớn tuổi thì không cần dạng độ tuổi từ 50 năm mấy tới 40 đổ lên, 40 tới 50 mấy đổ lên dạng đó. Nhưng mà anh thì người độc thân, nào giờ thì thật là độc thân chưa có kết hôn bằng nào, cũng không dính líu gì hết. Vì con cái mà bên kia có dính líu thì con phải là con ngoan ngoãn này kia, chứ trong anh thấy nhiều cái trường hợp mà con rồi ảnh hưởng con nó phiền phức này kia đó, nó ủng hộ đỡ nó ủng hộ cái nó phản đối này kia, rồi cái cuộc hôn nhân nó không có được toàn vẹn như đó. Anh coi video của em lâu chưa ha? Tôi cũng khoảng chừng một một tháng nay. Rồi anh có cảm thấy mến được câu nào trên kênh của em không? Thấy em có biên trong giấy nè, hai ba cô nhưng mà ở nước ngoài mình Dạ, rồi anh đọc có tí biên ha. giấy nè. Không mã số 0828 là em gì mà ở Nguyễn Phương Kim gì ở mà Cái Bè Tiền Giang ở Ba Cao Lãnh đó, thấy làm vườn mà thấy cuộc đời bển khổ quá, rồi có hai bà đại chồng chồng chết thì chồng cờ bạc chơi bời gì đó, thấy em ấy tội nghiệp quá à. Cô ở Florida phải Tính không? mới À, đó 828 cô ở Florida phải không? thôi ra đó làm vườn cái gì đó, quê gốc Cái Bè Tiền Giang cũng gần anh nè, cầu gần cầu Mỹ Thuận gì đó. Thấy tội nghiệp quá, cũng tính tình chân thật nhưng mà dễ thương, lo cho chăm sóc chồng con, yêu thương chồng con mà lo này kia, mà thế giỏi giang quá mà thấy bất hạnh, có chồng hai đời chồng mà thấy khổ này kia vậy đó. Mến nè đó đó, Nguyễn Phương Tim gì đó, với một em nữa được không? Hai Rồi, thứ con thứ hai số mấy ha? hai là 072 Trương Phương gì đó, ở Trương Phương số mã là 072 Trương Phương, 51 tuổi, ở mà Hawaii hay gì, có hai nhà hàng đó, cũng chồng có tố đào hoa hay gì đó, có nhiều vợ quá rồi cuộc hôn nhân cũng đổ gãy hay gì đó, cũng tìm ý hôn nhân đó. Anh ở Việt Nam đó, con thích anh cũng nấu nướng rồi làm ở bếp ăn từ thiện cũng nhiều câu lắm đó, có duyên nợ thì mà tới nói với anh, vừa bảo lãnh anh vừa bảo lãnh anh lo công việc rồi hỗ trợ công việc rồi tiếp cho, thấy mến với hai người đó, Anh thích hai câu đó đó ha. thích hai cô đó đó Trong video này anh tại muốn nhờ em gửi tới hai cô ấy là có anh mến mến hai cô đó phải không? hai cô đó đó. Chứ mà ngặt cái chị Nabi đó cũng ở mà gốc ở Cần Thơ mà ở Campuchia gì đó, cũng mới mà ngặt hơi lớn tuổi quá, có hơi ngại nữa. Giờ tạm thời là hai em đó chứ có duyên không duyên thì anh tính tới nữa. Anh cảm thấy anh gì và hai và mấy chị đó phù hợp nhau ở điểm nào ha? Tại vì thấy mà phù hợp với nhau, tính cách nó như ba công việc làm này kia, rồi tính tình nó hòa hợp nhau về mọi mặt như đó, thì rồi ai cũng mà lo công việc này này kia cũng hợp kia, đạo đức tính tình rồi cách sống mà cách ăn nói rồi cách công việc là quyết đoán, mà một một hai làm không làm thôi làm tới nơi tới chốn vậy đó. Thông thường á thì anh có hút thuốc với uống rượu không? Nói về đạo đời thì anh cũng có hút thuốc, như ở Việt Nam nên ông đa số là 100 người hút thuốc hết 99 người rồi, nhưng mà hút trước thì hút một ngày một gói, sau này giảm tới giờ thì 2 ngày mới hết gói, mà chỉ hút thuốc thôi, tại vì nhiều khi còn buồn chứ bạn bè này, chỉ hút thuốc thì do thiệt vậy thôi, chứ rượu thì ít không có uống, đi đám tiệc thì uống một hơi lon thôi, chứ ngày thường ít uống lắm.
như do đi với bạn bè sinh nhật liên quan hay đám tiệc gì mới có uống rượu chút đỉnh thôi, chứ ngày thường không có uống rượu. Có thuốc thì bây giờ giảm rồi, nhiều rồi, không uống nhiều như lúc trước nữa. Tại vì lúc đó vui với bạn bè vậy thôi, chứ không giờ là nhất nhất tử động rồi không có tham gia vui với gì cho người, đâu có gần bạn bè anh em rồi nói chuyện gì được. Tại vì mà anh nào giờ cũng không có cờ bạc, chú đầu chú đuôi chơi bài bóng đá thì cũng hâm mộ vậy, nhưng mà coi coi cho vui vậy thôi, chứ không có mà tham gia cá độ mà chơi bài gì. Mà tới mùa World Cup Euro rồi mới giải vậy đó, coi coi vui vậy thôi, chứ không có tham gia ba cái đó. Tại vì người có đạo rồi, giờ cũng quy về đạo rồi, giờ cũng lo cả hiếu của cha mẹ với giúp gì ích gì trời về xã hội rồi, giờ thì nghĩ lại Rồi thì anh có ăn chay không ha? sao Anh có ăn chay không? có ai ăn chay, bây giờ về nuôi bà mẹ thì nặng bà mẹ, bà lớn tuổi rồi, lúc trước ăn chay, bây giờ bà lớn tuổi rồi, bà tỷ nói ăn chay khó chữa lắm, bây giờ bà ăn mặn không, bà bộ ăn tháng ăn có 4 bữa hả à. Trước đi làm mới biết ăn từ thiện, ăn suốt luôn á. Rồi anh có dự định là anh sẽ làm gì trong tương lai không? Hay là anh chỉ làm những công việc ở nhà với mẹ anh thôi? Cũng lớn tuổi vậy mà nếu mà lo cho mẹ xong có duyên thì Tết duyên thì đi nước ngoài thì có thể đời giúp ích cho đời xã hội rồi lo chỉ nước nhà vậy đó, mà mở rộng mà phương án lên làm ăn rồi nó phát triển, nào này có tiền mình cũng có gửi một chút ít cho mà đất nước gì đó, đóng góp cho xã hội ở quê hương gì đó, cái sở quê hương Việt Nam gì đó. Mà nếu mà không có duyên thì anh cũng trở lại làm công việc từ thiện ở bếp ăn từ thiện của bệnh viện, tại vì anh ngã tâm về anh Phật giáo Hòa Hảo rồi, bây giờ cũng lo cái đó. Giờ tại vì bây giờ còn bà mẹ đi, anh đâu có đi ra Sài Gòn với Bình Dương mà làm được. Đạo phải chữ hiếu cho tròn được, chưa chữ hiếu cha mẹ chưa tròn mà đâu có đi cái đó mà ai ơn trên đâu có chứng minh được ha. Lúc còn ông bà còn khỏe anh làm mới 6-7 năm thêm nhiều công việc lắm á, nấu cơm nấu nước cháo lao đồ tùm lum, người lớp biên tổ chức mạnh thường quân ủng hộ ủng hộ giấy tờ tấm thẻ đó, tiền bạc anh nắm giữ hết, chi thu rồi kia biên sổ sách đâu đó rõ ràng ngăn nắp trơn à. Ở ngoài ông chủ điều hành ngoài trưởng ban điều hành mấy ăn ngoài anh mới anh lắm. Ngoài công việc đó ra thì hiện tại nếu mà rảnh á, thì anh thích làm công việc gì nữa? Trước thì cầm tay ăn trái rau màu với móc đồ tùm lum chân cảnh, thì anh cũng chơi thể thao rồi chạy xe đạp rồi này kia, cũng phụ nhà làm nội trợ làm này kia quạt bát, như là dạng đa năng mà việc gì cũng làm được. Cái Rồi anh yêu là năm đầu yêu mối tình đầu của anh là năm anh bao nhiêu tuổi? đó tới giờ cũng đâu 20 mấy tuổi gì đó, năm nay cũng gần 49-50 rồi, lâu quá lâu rồi. Không lẽ bạn bè anh với mấy chị về gặp lại là con cái là làm tôi chơi với cái nội ngoại rồi đó. Từ mối tình đầu tới giờ là anh chưa yêu lần nào lại nữa hả? Sao mối Thì tình cũng đầu có á? quen quen thì cũng có quen như qua qua đường thôi, mà thấy cũng không hợp rồi mình cũng tiến xa nữa. Ông già cũng nóng nóng tại người ta quê người này kia bằng mai đó, anh không có chịu, nói cái nào có cái duyên nợ với nhau phải có tâm đầu ý hợp tìm hiểu cho kỹ này kia, yêu thương nhau mới lấy chơi tại bằng mai mà nói anh không chịu. Bây giờ ở vậy đó, ở tới giờ luôn. Thì cũng thích nghe nhạc rồi ca nhạc hải ngoại rồi kia rồi đó, con cũng bắt nghe xem hoài, mà máu văn nghệ thì người ta không hay cũng bắt là chỉ nghe thôi, như Mạnh Quỳnh
Phi Nhung, Hương Lan, Tiến Vũ gì đó, nhà ngoại rồi coi nhiều lắm, nghe hâm mộ, mến mộ lắm. Trong tình yêu, trong hôn nhân, trong tình yêu á, anh có phải là người lãng mạn, có yêu chiều người yêu của mình không? Thì anh lúc nào cũng chung thủy một một hai điều, không yêu thôi yêu hết mình chứ nếu mà tiến tới xa thì hết mình chung thủy chứ không có bỏ giữa đường để gánh gì. Rồi nếu bây giờ tìm một cô mà vừa ý anh á, thì anh nghĩ là khi nào anh sẽ đi tới hôn nhân được? Thì theo duyên nợ tới đâu hay đến đó, nhưng mà ở nước ngoài được thì mà tới 1 năm 2 năm nữa thì cũng được, nhưng mà thử rồi sao mở làm mở chồng trên cộng đồng mạng với ở ở mà nước ngoài với mà cả nước trên thế giới nè, thử còn sao với duyên anh còn sao. Rồi nếu mà không có thành thì anh mở lòng những em ở Việt Nam mình nè, Đà Lạt, Sài Gòn hay trong nước này nè. Có nghĩa là anh chọn mấy cô ở nước ngoài trước, rồi xong không được thì anh sẽ chọn mấy cô ở Việt Nam hả? Ý anh là vậy hả? Cái gì đó thì sẵn ai cũng lớn trên như vậy, cũng không có anh cũng không có bạn cần cái tuổi trẻ gì, nãy có nói từ 40 đến 50 mấy đổ lại thôi, nhưng mà lớn quá thì không có tướng đôi vừa lứa vừa là một thì bằng gì đó, rồi mà có con này kia mà dành ra con cái nó ủng hộ ngoan hiền này kia, anh cũng vẫn tiến tới, nhưng có điều kiện thì mà cho mà ăn hoặc là mình tắm thôi, thì cùng anh đi làm ở bếp ăn thiện phục vụ bệnh nhân trong bệnh viện vậy đó, sống sống bình thường thôi, tại vì lúc trước lo cho gia đình, anh cũng gia đình cũng 6 anh em trai đó, cháu giờ cũng dữ lắm, bây giờ gần nè chỉ giờ sống nhờ 3 cái ruộng này kia bình thường thôi, Cho giờ đất thuê ruộng cũng ha, tốt cho thuê đất đó rồi. ha. Cho thuê đất này, đất cũng có 4-5 ngàn mét vuông vậy đó, nếu mà cho mướn vậy thôi thì sống không được, Cho thuê vậy là mình lấy lúa ha, người ta đông lúa cho mình hả? không phải cho mướn năm những có cây 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 cuộc sống mạng của Vina nè. Cho người ta đặt cái cây đó đó hả? Cây cũng tốn mạng nữa, thêm cây nữa, cây phục vụ nuôi bà già, nhà này bà già bán lãnh tiền già Việt Nam đó bao nhiêu em cũng trang trải này kia, nhà nước lo nhưng mà Mình đâu cho người ta như đặt cái cây đó là 1 năm người ta trả mình nhiêu? thiệt. Hợp đồng 5 năm về hợp đồng 10 năm nó từ từ nó mới theo cao theo bậc thang, nó mười mấy triệu mười mấy triệu gì đó. 1 năm á 1 năm thì nó quy định hợp đồng 5 năm mà lên 10 năm nữa mới tăng lên theo bậc thang vậy đó. ha. Là cái cho sống đó nó chiếm vị trí lớn không? Mà mình không có làm gì được ở đó hết phải không? Nói tôi cho trồng cây ăn trái dạng cây ăn trái lâu năm nhưng mà thấp thấp tới thôi, cao quá không được, dạng cây ăn trái không có trồng bình thường à. Ok anh, em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này sẽ tìm cho anh một nửa yêu thương ha. Anh có lời nào chào khán giả không? Chào khán giả, chúc cộng đồng mạng người Việt trên toàn thế giới mạng ăn phát đạt, lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, thành công trên mỗi công việc, như Quỳnh ở nước ngoài cũng giữ gìn sức khỏe, làm ăn phát tài phát đạt thì thành công trong nhiều lĩnh vực. Cảm ơn anh nha. Bye anh ha. Và gì là xong rồi đó hả? Yeah.